Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 8 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 25 trường hợp F1 tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ hoàn thành cách ly tập trung. Thị trường giá cả hàng hóa Tết không có nhiều biến động. Sắc xuân trong doanh nghiệp, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và mừng xuân Tân Sửu, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Canh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay, 5 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Đến 18 giờ chiều nay, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Ngoài các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung, đã có hơn 2.400 người kết thúc cách ly. Những trường hợp trở về từ vùng dịch, người nước ngoài nhập cảnh về Mỹ Hào và Văn Lâm có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm đã thành lập các chốt tuần tra kiểm soát phòng dịch trên địa bàn các xã phường giáp danh tại tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh. Qua kiểm tra tại một số doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao việc tổ chức lên các phương án chủ động phòng dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn VAP Việt Nam ở thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm, đặc biệt là việc tuyên truyền cho người lao động đang làm việc tại công ty và các phương án dự phòng nếu xảy ra dịch COVID-19. Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm theo 15 tiêu chí về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế trong các doanh nghiệp. Việc phun khử trùng phải thực hiện một hoặc hai lần một tuần ở công ty. Với những nơi dễ lây bệnh như bếp ăn, nhà vệ sinh, tay nắm cửa thì phải phun khử khuẩn mỗi ngày một lần. Không tổ chức ăn tập trung, nhắc nhở người lao động thường xuyên đeo khẩu trang, sát trùng, khai báo y tế, thực hiện tốt 5K. Doanh nghiệp cần nắm rõ quê quán và lịch trình của công nhân tỉnh khác về quê ăn Tết. Công nhân đi qua vùng dịch, nhất là khi các trường hợp này quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng dịch trong doanh nghiệp phải thực chất vì sức khỏe của cộng đồng và sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, chứ không phải để đối phó.
các huyện thị xã cần thành lập tổ giúp việc cho ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương và doanh nghiệp tổ chức phòng chống dịch. Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế cần bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để vừa đảm bảo điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, vừa chủ động phòng dịch. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 2, đoàn kiểm tra do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Đoàn đã chia tổ kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, bệnh viện, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp trên địa bàn về công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch. Việc kiện toàn tổ phản ứng nhanh, tổ phòng chống dịch ở thôn, công tác tuyên truyền, công tác khử trùng, vệ sinh môi trường, lập chốt kiểm dịch, rà soát người ở nơi khác về địa phương, đặc biệt ở vùng dịch. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, huyện Kim Động, thành phố Hưng Yên đã cơ bản thực hiện nghiêm các khâu trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân còn coi nhẹ công tác phòng dịch như tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, một số dịch vụ không cần thiết vẫn lén lút hoạt động. Bên cạnh đó, một số công ty doanh nghiệp chưa chú trọng công tác tuyên truyền, phòng y tế còn thiếu trang thiết bị cần thiết. Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Phù Cừ. Đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19. Hiện hai huyện đang cách ly tại khu cách ly tập trung 32 ca, tại nhà và nơi cư trú 622 ca, việc cách ly thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện, khu vực cách ly các chợ và một số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện. Theo đánh giá của đoàn, công tác phòng chống dịch cơ bản được chấp hành tốt theo khuyến cáo của Bộ Y tế về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người nơi công cộng. Tại các doanh nghiệp đều đảm bảo khử khuẩn định kỳ, khai báo y tế đầy đủ. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch đúng cách, lập phương án kịch bản chi tiết tại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận các ca, các cơ sở y tế cần phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn, về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Khoái Châu và Văn Giang. Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế, một số doanh nghiệp và một số xã thị trấn cho thấy cơ bản công tác phòng chống ảnh hưởng COVID-19 ở hai địa phương trên đều được triển khai khá đầy đủ. Ban chỉ đạo hai huyện đều đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra các xã tập trung rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, thành lập các chốt giáp danh với các tỉnh, xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, vẫn còn người dân thờ ơ, không đeo khẩu trang, nhất là các chợ cóc. Đoàn kiểm tra yêu cầu hai huyện cần tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện nghiêm túc khoảng cách khi người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, có kế hoạch chi tiết điều trị khi có dịch xảy ra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng về quê ăn Tết, yêu cầu các khu chung cư thực hiện đúng đầy đủ nghiêm túc các quy định phòng dịch, bố trí lực lượng y bác sĩ trực trước, trong và sau Tết. Hiện Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đang cách ly 5 người, trong đó có 3 trường hợp F1, tất cả đều có kết quả xét nghiệm từ 1 đến 2 lần âm tính. Sau khi đợt dịch thứ 3 xảy ra, huyện kiện toàn kích hoạt lại tất cả các tổ chức chống dịch cấp xã và cấp thôn, thành lập chốt kiểm soát tại nút giao vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thành lập 2 khu cách ly tập trung của huyện, tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với 17 xã, thị trấn, 8 doanh nghiệp, 6 cơ sở y tế, 7 cơ sở giáo dục, 3 chợ, 27 cơ sở sản xuất kinh doanh. Huyện Ân Thi hiện kiểm soát từ 19 trường hợp F1, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần. Các vụ việc như tại công ty May Smart Search, xã Nguyên Trãi, xã Quảng Lãng đều được kiểm soát, xử lý kịp thời hiệu quả. Đã thành lập 3 cơ sở cách ly tập trung, trong đó đã kích hoạt cơ sở số 1 để cách ly 25 trường hợp. Thành lập 3 chốt kiểm soát giáp danh với tỉnh Hải Dương, tiến hành kiểm tra 21 cơ sở về chấp hành quy định phòng chống dịch.
Đoàn kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch ở huyện Yên Mỹ và Ân Thi có sự chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, đáp ứng tốt với các trường hợp bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, các huyện cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về thông điệp 5K, như là việc đeo khẩu trang, quản lý chặt chẽ người từ nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn. Chiều nay, sau 21 ngày cách ly, sức khỏe bình thường, có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính. 25 trường hợp F1 huyện Tiên Lữ được kết thúc cách ly tập trung, về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. Đây là các trường hợp ở ba xã An Viên, Thiện Phiến, Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ liên quan đến ca F0 ở Hà Nội về đi lễ tại đền Đậu An, xã An Viên ngày 18 tháng 1 vừa qua. Trong đó có 5 trường hợp tiếp xúc gần và 20 trường hợp có mặt tại thời điểm trên cũng được coi là đối tượng F1 được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện. Đến nay sau 21 ngày, cả 25 người sức khỏe đều bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Qua 3 lần xét nghiệm đối với 5 trường hợp tiếp xúc gần và 2 lần đối với 20 trường hợp còn lại đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ tiến hành bàn giao 25 trường hợp này về địa phương để tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà, theo dõi sức khỏe. Lãnh đạo huyện chúc bà con về vui Tết đón xuân cùng gia đình nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định cách ly và các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 6 tháng 2 vừa qua, 2 trường hợp F1 đầu tiên trong đợt dịch thứ 3 ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đã được kết thúc cách ly tập trung. Sau đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được trước thông tin về một trường hợp ở xã Yên Phố, huyện Yên Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2. 18 giờ chiều nay tại huyện Yên Mỹ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ họp khẩn để bàn các biện pháp phòng dịch. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của huyện Yên Mỹ, trên địa bàn huyện có một người quê ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, được Bệnh viện Phổi Trung ương xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào hôm nay, ngày 8 tháng 2. Hiện bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và làm xét nghiệm tiếp theo tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra dịch tễ, thì tại địa bàn xã đã cách ly 11 người F1 và 19 người F2. Xã Yên Phú đã thành lập 3 chốt để phong tỏa cách ly khu vực gia đình đối tượng đang sinh sống, với 105 hộ trên 400 nhân khẩu, đồng thời tổ chức phun thuốc sát trùng toàn bộ gia đình và khu vực lân cận. Tại buổi họp, Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ, xã Yên Phú và các ngành liên quan đề xuất một số ý kiến để khoanh vùng, truy vết, lên phương án cách ly, xét nghiệm để bao vây dập dịch. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu phải thông tin đầy đủ về ca bệnh để người dân tiếp cận thông tin chính thống, bình tĩnh và phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các nguyên tắc phòng chống dịch, đặc biệt là khai báo y tế cho tốt, tiến hành phong tỏa ở phạm vi nhỏ nhất để người dân vừa phòng dịch vừa đảm bảo sản xuất sinh hoạt, khẩn trương cách ly các đối tượng F1 tại Trung tâm Y tế huyện, tiến hành phun khử trùng tại một số địa điểm ở huyện Khoái Châu mà bệnh nhân từng đến. Hôm nay là 27 Tết, người dân đã bắt đầu mua sắm thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động. Tại cánh đồng hoa cây cảnh huyện Văn Giang, không khí khá sôi động với sự xuất hiện trở lại của nhiều thương lái đến đánh cây và vận chuyển đi tiêu thụ. Hiện nay, số quất cảnh còn lại của các nhà vườn phần lớn đều là các diện tích vốn đã bán cho thương lái ở vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương. Hiện giá bán mỗi cây giảm từ 150 đến 200.000 đồng, tùy theo từng loại cây, mức giá dao động từ 250 đến 800.000 đồng một cây. Hai chân trước tôi vặn gần hết và cái dịch bệnh hôm nay đã ổn định, cho nên là tôi quyết định ra quận thứ ba. Dịch bệnh nó ổn định thì sức mua nó cũng có chiều hướng tăng và tỷ lệ người đi mua cũng nhiều hơn. Giờ phút này nó cũng mừng cho gia đình này, mừng cho quay là bà con hàng xóm này, cây cối đi được 99% rồi. Tại chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, lượng khách đến chợ mua sắm trong buổi sáng ngày 27 Tết không nhiều, chủ yếu là người dân đi chợ mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày. Hầu hết giá các mặt hàng đều giữ ở mức ổn định so với những ngày trước. Giá thịt lợn dao động từ 120 đến 150.000 đồng một kg. Các loại rau như bắp cải, cải thảo có giá từ 7.000 đến 8.000 một kg, súp lơ từ 5.000 đến 7.000 đồng một cái. Sức tiêu thụ khá chậm do người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch, hạn chế đến nơi đông người. Hôm nay giá cả mặt hàng thì vẫn như bình thường.
Nhưng có điều là bây giờ dịch thì là nó vắng vẻ hơn. Nếu mà so với cả ngày thường thì có khi là không bằng ngày thường. Như mọi năm thì có thể là sắm nó mọi cái mặt hàng nó phong phú hơn. Nhưng năm nay thì dịch thì cũng hạn chế đi. 27 Tết gia đình là tôi chỉ sắm sửa ăn uống thôi. 29-30 Tết thì sắm cả thẻ. Bởi vì đi sắm này nhiều người dân gặp, nhiều người dân không muốn tiếp xúc nhiều. Thỉnh thoảng mới có người mua ăn thôi, còn chưa mua Tết. Dân tình là không có người đi chợ. Hiện nay các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết nắng ấm nên sức mua dự báo chỉ tăng vào ngày cận Tết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào cải tiến sáng kiến kỹ thuật thi đua lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thời gian qua đã xuất hiện hàng trăm công nhân lao động tiêu biểu. Và trong niềm vui đón chào xuân mới Tân Sửu, chúng ta cùng gặp gỡ anh Trần Ngọc Hải, công nhân tổ kỹ thuật Tổng Công ty May Hưng Yên, người được mệnh danh là ông vua sáng kiến của công ty. Sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ May. Đến nay anh Hải đã có 15 năm liên tục gắn bó với Tổng Công ty May Hưng Yên. Hầu như năm nào, anh cũng có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong làm việc. Từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi năm là số tiền mà công ty đã thưởng cho anh vì các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mình được áp dụng trong quá trình sản xuất. Từ đó giúp các tổ sản xuất rút ngắn thời gian làm quen khi chuyển đổi mã hàng cho cả máy móc lẫn kỹ thuật may. Có yêu nghề thì mới làm được những cái việc gọi là ra những cái dưỡng giá dưỡng để tạo điều kiện cho sản xuất tốt hơn. Cũng lòng yêu nghề mà để cho mình có phát triển những cái mà những cái ý tưởng tốt. Những sáng kiến làm lợi cho công ty nhiều tỷ đồng mỗi năm trong sản xuất của anh Hải phải kể đến như kỹ thuật dưỡng nẹp với thân trước cộng nẹp pe để cùng một lúc được ba thân với nhau. Dưỡng túi khóa dưới liền hai bên túi, độn mò bằng dưỡng nhựa để tạo độ di động của xẻ đều ở mức 0,5cm, giúp sản phẩm may vừa không bị chặt chỉ, vừa không phải khâu thủ công như trước. Tất cả những sáng kiến của anh Hải đều được áp dụng rộng rãi tới từng tổ, xưởng sản xuất khác trong tổng công ty. Nhờ đó góp phần giảm từ 2 đến 3 nhân công cho mỗi chuyển may, trong khi năng suất lại cao hơn. Quá trình làm việc ấy, anh Hải luôn là người có sáng tạo này cho công việc và có nhiều sáng kiến trong sản xuất, góp phần thúc đẩy năng suất của xí nghiệp và công ty. Ở công ty thì cứ đầu năm thì sẽ phát động cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tới toàn thể các đồng chí trong cán bộ công nhân viên trong công ty. Và cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật mạnh nhất thì vẫn là ở cái khu vực mà trực tiếp sản xuất. Và trong cái phong trào đấy thì ngoài chỗ anh Hải là cái người mà cũng nhiều năm liên tục mà có số sáng kiến nhiều nhất. Năm 2020 qua đi với nhiều khó khăn, nhưng lương bình quân của hơn 2.000 lao động làm việc tại Tổng Công ty May Hưng Yên vẫn được giữ vững. Mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 đạt bình quân 17 triệu đồng. Để đạt được thành công này cũng chính nhờ một phần vào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất của những người tiêu biểu như anh Hải. Đây là những đóa hoa tươi thắm, tô thắm thêm sắc xuân trong các doanh nghiệp, càng làm cho mùa xuân thêm tươi và ý nghĩa hơn. Quý vị và các bạn, những ngày Tết đến xuân về, lượng phương tiện giao thông trên các tuyến đường ở thành phố Hưng Yên cũng nhiều hơn. Nếu như ban ngày, người điều khiển phương tiện rất có ý thức tuân thủ luật lệ giao thông, thì vào buổi tối, hành vi vi phạm an toàn giao thông lại xuất hiện khá nhiều. Ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vài phút quan sát trên một số tuyến đường ở thành phố Hưng Yên vào buổi tối, không khó để bắt gặp những hình ảnh vi phạm an toàn giao thông. Hành vi phổ biến nhất là tình trạng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Không ít trường hợp người điều khiển xe không ngần ngại vượt đèn đỏ, luồn lách giữa những phương tiện giao thông khác. Những hành vi này phần lớn rơi vào các nhóm đối tượng thanh niên trẻ tuổi, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn liên lụy với những người có ý thức tham gia giao thông khác nếu xảy ra tai nạn. Dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm hình sự luôn diễn biến phức tạp. Các vụ việc mất an ninh trật tự, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn xã hội có chiều hướng gia tăng. Hơn nửa tháng trôi qua, nhưng căn nhà của Lê Văn Hai ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ vẫn đầy đau thương, mất mát. Do có mâu thuẫn, Hai đã bị Nguyễn Văn Nhớ, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đâm tử vong, ra đi khi vừa tròn 18 tuổi, để lại nỗi đau dai dẳng cho người ở lại.
Chưa đầy một tuần, trong tháng 1 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ giết người tại xã Tân Lập huyện Yên Mỹ và xã Nhiên La huyện Kim Động, gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, cả hai vụ án đều xuất phát từ những mâu thuẫn và chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cả hung thủ và nạn nhân tuổi đời đều rất trẻ. Mâu thuẫn nhỏ nhưng hậu quả nghiêm trọng, để lại những hệ lụy cho gia đình và xã hội. Những vụ án trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ hóa tội phạm hình sự, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục thanh thiếu niên, nhất là vai trò của gia đình. Đối với các gia đình thì nên quản lý chặt chẽ với con em mình, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng để các cháu giao lưu quá đà dẫn đến rượu bia say và dẫn đến các mâu thuẫn, giải quyết các mâu thuẫn. Tôi cũng dặn dạy các cháu là các con khi ra đường phải cẩn thận, mà cũng không nên từ những cái việc nhỏ mà dẫn đến các hậu quả mà để đau lòng. Phải biết là lường những các cái sự việc, phải kìm nén lại cái tinh thần để rồi mình hòa giải, chứ không nên để dẫn đến các cái sự việc mà đau lòng, mà đến tổn hại đến người khác cũng vậy, mà đến mình, bản thân mình cũng thế. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm hình sự luôn diễn biến phức tạp. Thời điểm này dễ xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự xuất phát từ mâu thuẫn xã hội. Mỗi cá nhân cũng cần kiềm chế bản thân, tuân thủ pháp luật, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và trật tự xã hội.